Emily có chiều cao 176cm nổi bật. Emily có chiều cao 176cm nổi bật. Nữ ca sĩ tự tin khoe sắc vóc nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, ư nhìn. Nữ ca sĩ tự tin khoe sắc vóc nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, ưa nhìn. Người mẫu tạo kiểu tóc Jenny, thời thượng. Thay vì nhuộm cả đầu, cô tạo điểm nhấn bằng cách tẩy và nhuộm màu trắng phần tóc mái. Người mẫu tạo kiểu tóc Jenny, thời thượng. Thay vì nhuộm cả đầu, cô tạo điểm nhấn bằng cách tẩy và nhuộm màu trắng phần tóc mái. Nữ diễn viên phim Võ Sinh Đại Chiến Tôn Vòng Eo Nhỏ Nhắn Với Áo Crop Top Nữ diễn viên phim Võ Sinh Đại Chiến Tôn Vòng Eo Nhỏ Nhắn Với Áo Crop Top Màu xanh đậm làm nổi bật làn da trắng của cô. Mỹ nhân 28 tuổi kết hợp mếch trúc mắt tông hồng, tạo sự trẻ trung, năng động. Màu xanh đậm làm nổi bật làn da trắng của cô mỹ nhân 28 tuổi kết hợp mấy trúc mắt tông hồng, tạo sự trẻ trung, năng động. Nữ ca sĩ đang tham gia sàn đấu vũ đạo 2021 để thử thách mình ở lĩnh vực vũ đạo. Cô quyết tâm tập luyện, mong được khán giả công nhận là cổ máy nhảy. Đặt mục tiêu tiến vào vòng chung kết, em áp lực khi đối đầu với 12 thí sinh. Nữ ca sĩ đang tham gia sàn đấu vũ đạo 2021 để thử thách mình ở lĩnh vực vũ đạo cô quyết tâm tập luyện, mong được khán giả công nhận là cổ máy nhảy. Đặt mục tiêu tiến vào vòng chung kết, em áp lực khi đối đầu với 12 thí sinh. Người đẹp Lai Pháp hợp tác với biên đạo Phụng Gà, hứa hẹn mang lại những màn trình diễn hấp dẫn. Cả hai cùng làm việc trong nhiều sản phẩm âm nhạc, như MV Cá Cắn Câu, phát hành cuối năm 2020. Người đẹp Lai Pháp hợp tác với biên đạo Phụng Gà, hứa hẹn mang lại những màn trình diễn hấp dẫn cả hai cùng làm việc trong nhiều sản phẩm âm nhạc, như MV Cá Cắn Câu, phát hành cuối năm 2020. Emily có tên thật Quách Tapia Melly, sinh năm 1992. Cô là người mẫu, ca sĩ, từng tham gia một số phim điện ảnh, lật mặt, nhà có khách, võ sinh đại chiến. Năm 2019, cô tham gia cuộc đua kỳ thú, cùng đội diễn viên quốc Anh. Emily có tên thật Quách Tapia Melly, sinh năm 1992 cô là người mẫu, ca sĩ, từng tham gia một số phim điện ảnh, lật mặt, nhà có khách, võ sinh đại chiến. Năm 2019, cô tham gia cuộc đua kỳ thú, cùng đội diễn viên quốc Anh. MV Cá cắn câu Emily Anh Tuấn,